60.000, 80 kg bằng size em. Con này ý mặc đẹp lắm. Lucy ơi, có bệnh chưa? Em kiếm cho chị một cái thằng rap nào có thể ứng tiền được cho chị Mai đi bill thành phố tính bằng tiền rap được không? Em hỏi nông tài kiếm giùm thằng bill nào còn không mà đi đồng giá 60.000 bill. Thì à, thành phố không à. Tại Diễm nó nghỉ rồi mà tại qua chị xem mặc đồ. Ừ, còn không mà cho đi 60.000 bill hết đi. Vừa qua xếp lại khách ra xa cũng như xếp gòn cho ta ăn Tết nha. 60.000 bill. 60.000 bill ơi mấy chị. Thay vì mà 30.000, 40.000 bình thường thì mấy chị kệ cho thêm 20.000 cũng được nha mấy chị. Chứ những cái bill đi Bình Chánh Nhà Bè nó tới 120, 130 rồi mấy chị chịu không mấy chị? Thiệt mấy chị chịu không mấy chị? Giờ gửi đâu có được, 60.000 của ai vậy? Mấy đứa, đồng Kim Tiến này là 60.000 chị Kim Tiến không vừa. Chị Kim Tiến lấy đồng 80 kg đúng không? Rộng nha, rồi Kim Tiến 60.000 nè. Kim Tiến 60.000. Giờ gửi cái khác đi tỉnh đâu có được chị. Dạ chứ giờ thì có những cái bill như Bình Chánh rồi nó tới 120, 130, 140 lần. Em mới gửi đồ ăn em biết mà. Cho nên kệ nó mấy chị nha. Em sale cho mấy chị con này nè. Thâu giờ mình ai nhờ thì được nhờ đi. Con này chị đào 60-65 kg hút đi. Yêu sale cho 100.000 để dành đi tiệc. Sale 100.000 cho mấy chị. Nghe tao. Alo. Alo nghe ta. Ai vậy? Ai vậy? Biết là ta đâu. Em à, đâu được. Riêng em là được. Được. Ờ. Ừ. Đủ. Ờ ok. Dạ, ý yên mới xin cho mấy chị một cái giá là đồng giá 60 đó mấy chị nha. Dạ, ý yên mới thiệt sự là bây giờ mấy chị bỏ 60.000 ship á. Cái đồ của mấy chị nó vẫn lời chán. Nói thiệt, đúng không mấy chị, đúng không? Đúng không, mà giờ ý yên like tới 3 giờ khuya đúng không? Đó. Nè, đồng này chị nào 60-65 kg hốt đây. Ý yên bán cho 100.000 đầm yếm nè, để mặc đi tiệc nè. 100.000 đầm yếm, một ai chốt không con? Gửi Tân Bình được chị Thảo Vy. Con này là hơi bị hụt chị dầu Obelac nha. Dạ thông báo gì. Bán cho con đầm bi nè. Dạ. Rẻ mà chị. Thiệt sự rẻ chị Khánh Phương. Nè ý yên bán cho con đầm bi 70.000 mặt chơi rồi. Mặt chơi mà dễ thương thấy mẹ luôn nha. Mặt chơi mà dễ thương thấy mẹ. Size 65-80 kg đầm bi. Bán cho 80 đầm bi. Lấy cái điện thoại này lại đi. Đầm bi bán cho 80, đây đây. Cái con này nè Ti à, con này treo chụp cái đầm mà Pitari gì đó. Rồi áo này à. Mấy chị ơi, chị nào mà bằng tí yên ơi, hốt cái con này yên sale cho 150 nè. 208 sale 150, hàng Việt Nam xuất khẩu, con này đẹp lắm. Con này chị nào 75-83-84 kg mặc lên, form đẹp lắm. Form rất là đẹp và cưng. 150 nha. Về em được không? Bây giờ mà chị mà đặt hàng sale này á, là chị có chị chuyển khoản hết cho em qua Tết em gửi ha. Qua Tết đi em gửi thôi chị nha. Rồi bán sale cho con đầm sơ mi nè, 250 sale 150. Đầm này size 60-70 kg thôi. Nhưng mà con này đẹp lắm. Sale 140 cho mấy chị dễ mua nha. Rồi sale 140 đầm sơ mi. Ê, sơ mi mà vải co giãn mà phơm Việt Nam xuất khẩu có chung thun ngay bụng nè. 60-70, 72 kg đầm sơ mi sale 140 nè. Giá này là giờ mấy chị mua là tao nói thoải mái, vô tư nha. Rồi còn bộ đồ 70-80 kg nè. Không có đầm tay mà có, nhưng mà tùy cái chị Khánh Phương. Ý yên còn bộ là thôi mẹ sale 80.000 đi. 70-82 kg đi. Cái áo trắng rớt vai là sale 80.000 luôn. Uống gì con? Tội nghiệp con, tôi Tết còn bắt nó làm mấy chị ơi. Tây nữa mấy chị, chốt ôi chúng được cho tiền nó mua bia nữa mấy chị à, mua đi. Cái bộ này xinh lắm nha. Xeo 80 á, chị nào size 80 kg mặc đi. Xeo 80 bộ rớt vai nè. Cái gì vậy? Tội con gái em nó mấy chị, tậu giờ. Tậu giờ này mà còn bán rồi bắt con gái em nó làm tậu. Mấy chị cháu miếng nước cho đỡ tậu được không? Mua mỗi một năm mà còn không tin được.
Không phải không tin tưởng chị Thanh Ngọc là bây giờ là phải, một là cọc kẹt hết, hai là chuyển khoản hết, chị thông cảm. Cho cái hàng này mà để qua một tuần 10 ngày là mấy chị đổi ý hết rồi, chứ em không nói là không tin tưởng mấy chị nha. Dạ, nghe bé Lùng nói không? Khách mới cũng như khách cũ, mà khách cũ cũng như khách cũ rất. Mấy con này treo là một con treo, hai con treo. Cỡ giờ mà anh Ti nó còn làm mà chết. Áo cắn rớt vai của Huyền Trang Lê 80.000 nguyên bộ á chị. 80.000 của chế Huyền Trang Lê nè. Như chị Huyền Trang rồi nè, cũng khách kỳ cụ. Mấy chị cũng chuyển khoản em hết à. Đã nói rồi, tất cả những khoản tiền ngày hôm nay Yên Lai là Yên đi mua quà phát cho cụ già hết. Cho nên mấy chị kệ mẹ nó, người hùng với em một chút phước cũng được, một chút dịu dàng cũng được, một chút nhẹ nhàng cũng được mấy chị ha. Đó, kệ ơi, kệ mẹ đó ha. Kệ mụn đậu đó mấy chị, kệ người hùng một chút cho nó vui nha. Có được không? Yên gắn con quần tây nè, 200.000 sale 140, 60 đến 67, 68 ký. Quần này mấy chị đi kiếm không có đâu. Nó may bằng một cái vải gì đỉnh đó. 60 đến 65, 67 ký. Đã lắm mấy chị nha. Sale 140 quần tây. Yên có một con đầm sọc 250. Thâu sale cho mấy chị 130.000 này cho vừa lòng mấy chị. Size 85 ký trở xuống. 70 đến 85 ký đầm sọc chữ V. Teo cho 130.000 luôn đầm sọc chữ V. Ý Yên có một con quần rút dây 220, 250 dưới 75 ký sale cho 150. À, Ý Yên nói rồi nha, xin hết tất cả. À, xin hết tất cả. Ý Yên có một cái con. Con này size 3X lận. Đầm sọc của chị Lan Trần con. 130 của chị Lan Trần. Tuy ơi, kiếm cái bao hàng Việt Nam xuất khẩu nào vậy Tuy? Trời má ơi, cái đồng bi này mà không chịu lấy nè. Quần tay 68 ký của chị Hồng Xuân Lê, 140 của Hồng Xuân Lê nè. Quần 140 của chị Hồng Xuân Lê luôn. Trời đất ơi, ấy Yên còn một cái con chân váy quần nè. Chị Hồng Cao, Hương Cao có lấy không? 100 ký nè, sell cho 70. Chân váy quần vải co giãn nha, đã lắm. Rồi sell cho 70 chân váy quần nè. Đó, ai có lấy thì lấy nha. Lại bắt mẹ robot qua đây chứ. Cái gì vậy trời, đó tới giờ buôn bán nó vẫn vui á mấy chị, đem để em bán tiếp cho. Tới giờ nó vẫn còn vui. Cái chén bà con dâu bà 20 gì đâu trời. Cái chén quá kìa chén. Cuối năm này gặp tự tưởng chết với tôi là chết với sống nhỏ luôn. Cái gì cũng rớt hết á. Đục cái gì, đục cái bánh, rớt cái bánh, quăng. Thế quăng chứ sẽ đẹp. Mày cười quá, bà đứng yên luôn kìa. Tay xuống coi ba quần tay nè, còn ý chưa lên chị xeo dài chục. Quăng yên luôn. Mấy điên gì đâu. Rửa ba quần tay lên xeo 50-70 cho mấy chị hết luôn ơi Tay. Mấy chị muốn em lên gì nữa? Em có một con đầm nè, nó là đầm lưới nha mấy chị. Nó là đầm lưới ha. Nó giờ bắt nó làm nó vui quá, nó ngầu nó cười rồi chị My thấy không? Nó vui á. Con này 14B tương đương 75 đến 83, 84 ký. Mà con này chị nào mà mặc được là đẹp lắm. Đó, đẻ không? Đẹp không? Sale cho 150 ngàn nè. Không có giá này đâu nha. Thông báo thẳng luôn, không bao giờ có giá này nha. Đầm lưới á. Đầm hoa 150. Đầm hoa 150 ngàn. Không báo thẳng, không bao giờ có giá như vậy. Nè, giờ sale nè. Có đầm trên xào á. Giờ xong bao này cho cô Yên lên đầm trên xào cho mày vừa lòng mày. Vừa lòng mày nè. Dạ rồi đây, quần rêu. Quần rêu này lửng thấy không, đẹp không? Sale cho 90 ngàn. 180 sale cho 90 ngàn. Size 90 kg. Size 90 kg quần rêu sale 90 ngàn. 90 ngàn quần rêu. Em lên cho mấy chị con quần đen nè. Con quần đen sale cho mấy chị 130.000 ha. Đầm hoa 150 của chị Lê Tuyết nè. Chị Lê Tuyết ở đâu à? Nãy giờ con nói chị Lê Tuyết ở Vĩnh Long à. Chị Lê Tuyết nói mai cọc kẹt hết không? Rồi Yên lên cho mấy chị con quần đen sale 130 nè. Vải đẹp lắm. Quần đen nhảy Yên là vải mê luôn. Vải mê tít luôn mấy chị ơi. Vải mê mỏng lắm. Eo 100 chị nào 80-85kg hút con quần này. Rồi 130.000, 80-85kg. Sale 130. Lên cho mấy chị một con quần cam đất 130 hả chị Thịnh ơi? 130 hả chị Thịnh?
Rồi chị Tình ở đâu? Hình chí mô. Dạ chị lấy mã nào? Mã đen cũng vừa mà mã rêu cũng vừa. Mã rêu của chị Thịnh 90.000. Mã đen chị Thịnh cũng vừa nha, 90.000. Rồi lên tiếp cho mấy chị. Quần rêu bụng bao nhiêu hả? Bụng khoảng cỡ 90kg hả chị? Rồi để em đo cái khác cho cái đó chốt rồi. Rồi con này bụng 116 nè. Còn co giãn nè. Rồi chốt giùm em mã cam đất y chang mã rêu 90.000. Mã cam đất y chang mã rêu 90.000. Cái quần đen 130 ai chốt? Chốt nha, quần đen nữa nè. Trời ơi mấy con quần đen này hôm nay yên sale là mấy chị trúng một phút nha. À rêu lấy rồi chị Thịnh ơi. Mai đi build grab Tết nha. Qua Tết gửi thì lối nào gửi thì yên gì gửi lối nào. Không gửi cái lối cũ với chị nha. Gửi lối cũ. Gửi yên lên quần này nè 77kg đến 85kg quần đen. À 77kg đến 85kg quần đen. Nè làm ơn tập trung chốt quần đen đi. Chứ không có đâu mà chốt hoài giá 130 này đâu. Cam của Nguyễn Thịnh nè 90.000 cam của chị Nguyễn Thịnh nè. Mấy cái quần này mặc từ đây tới Tết Congo cũng không đứt hàng đứt kháng đó. Quần 75 đến 85kg đó. Rồi lên trang con đỏ đô size lớn 90.000 nè. Nè chị Thịnh lấy đỏ đô luôn đi. Nè chị Thịnh lấy đỏ đô luôn đi. Vải đẹp lắm luôn á nè. Nè chị Thịnh lấy đỏ đô luôn đi, vải đẹp lắm. Nè 90.000 của chị Thịnh nè. Rồi quần đen 130 của Vân Thảo Nguyễn nè. Qua Tết mới gửi hàng nha Vân Thảo Nguyễn. Qua Tết gửi hàng để tao lựa quần này. Qua Tết mới gửi hàng nha Vân Thảo Nguyễn ơi. Cái này của Vân Thảo Nguyễn. Đâu có, của Nguyễn Thịnh đó, ba cái của Nguyễn Thịnh. Rồi quần này của Vân Thảo Nguyễn 130 nè, cái lá 90 quá nha. Rồi cái này của Vân Thảo Nguyễn 130 nè. Ý là yên dạ có thể mùng 6, mùng 8, mùng 10 chị, tùy á. Dạ tùy cơn thịnh nộ của em á lộn. Tùy cái cơn đê mê của em nha. Cọc cho em cái kẹt đi đéo. Đó ai lấy ba quần này nữa không? Ai lấy ba quần này em bán cho chị con này 100.000 mã rin hoa này đẹp lắm. Mã này không đụng hàng đâu nha chị. Mã rin hoa bán cho 100.000 nè. 106, 108 bán cho 100.000. Nè con này em 104 nè, con này size của chị Nguyễn Thịnh luôn nè. Đó, hết rồi á. Hết. Mấy quần này đi kiếm size đó khó lắm. Đây ơi, cho ông bao Việt Nam, để tao đi kiếm bao Việt Nam xuất khẩu tao xe ông bao nữa. Ráng chút đi con. Mấy đứa ráng chút đi con ơi. Có tiền mai ăn trâu chưa? Mấy đứa ráng chút đi con. Mấy đứa ráng chút đi con. Mấy chị ơi em còn bồ hộp đây nè. Có áo khoác dây tía không? Khoác là giờ hình như khoác rồi chị. Khoác là bây giờ á, giờ muốn gì nhà em lấy cái con khoác trắng 220 em bán cho chị thôi. Chứ giờ đâu còn con nào đâu. Khoác áo khoác trắng sai chị không? Mà đâu chị để em con đó mặc riết cái quần què gì nhà em cũng đem em bán hết trơn hết trọi vậy chị. Thiệt. Quần rin rút dây 150 con nè chị Quốc Khang. Tao mất rồi. Nè 150 của chị Quốc Khang còn nè. Nhớ mấy chị Tỉnh là cọc cạc cho em nha. Nè tôi sale là chuẩn bị nè. Chuẩn bị tiền bạc nè. Tôi sale nè. Tôi sale ông phát là chất ngắt chất ngư liền. Quốc Khang. Lên cho mấy chị một con đầm eo vì hàng xưởng nhà em sale 100.000. Size 60 đến 70kg mấy chị coi phơm nè. Mấy chị coi phơm đầm eo vì là mấy chị mê. 60 đến 70kg đẹp lắm mấy chị. Mỹ Duyên lên lấy con này nè. Mỹ Duyên Nguyễn ơi. Sale cho 100.000. Dạ có địa chỉ chị Thịnh ngoài thành phố ha. Đi ráp là 60.000 nha mấy chị. Em lên cho mấy chị một con đầm sơ mi sale nè. Con này khoảng cỡ 60 đến 70kg thôi nha. Mỹ Duyên sale cho 150.000 luôn. Đầm này là 280 nha. Hàng Việt Nam xuất khẩu. Sale 150.000 đầm sơ mi 60 đến 70kg. À, đầm 100.000 của Quốc Khang. Eo vì của Quốc Khang 100.000. Không có co giãn Minh Tú. Nhưng mà có bo cung cho nên yên tâm. Nha, có bo cung thì yên tâm ha. Rồi yên lên tiếp cho mấy chị mã này. Chị nào mà bằng ký ý yên mặc con đầm này đê mê. Đầm này không có sale. Quốc Khang 100.000 luôn vậy. Đúng rồi. Cái đầm này mà chị nào bằng ký ý yên mặc lên bao sang luôn ha. Mặc lên sang lắm.
280.000 đầm xanh. 280.000 đầm xanh nè. Cô nói thiệt, áo khoác này là tôi bị lỗ lòi lê nè, khách lấy rồi, giờ chỉ còn đầm này thôi. Chị Dương Tuyết ơi, bây giờ chỉ còn đầm sọc thôi, được không? Đầm sọc sale cho 150.000, 280 sale 150. Bây giờ chị nào 60 đến 75 ký sale áo khoác nè. Hàng thể thao có thương hiệu, vải co giãn bao chất luôn, sale cho 120 nè. 60 đến 80 ký cũng vừa. Hơi bị đẹp, nếu đụng vô chắc vải một phát là ngất ngay, áo khoác 120. Nguyễn Thịnh có rồi. Đầm sơ mi eo vì khách lấy rồi. Quần chín tóc khách lấy luôn rồi chị Xuyên Đá ơi. Quần chín tóc khách lấy hết nè. Để đây đi. Dạ khách lấy rồi chị Xuyên Đá. Cái áo hồng này nè, nói thật sự mấy chị không chốt là mấy chị hối hận. Áo 220 lận, chứ không có áo mà 120 này đâu nghe mấy chị. Thiệt lòng luôn á. Áo này giá đó đó, chứ không phải giá thường đâu. Đây đầm dây 160 nè. Đầm dây 160 còn nè nha. Rồi chút treo lên để đi kiếm bà nậu cha. Kiếm mấy con đầm này mặc loài bản hồng. Quần rin khách lấy rồi chị. 160 nè mấy chị, đẹp không? Em mặc con đầm này lên phê lắm mấy chị. Chỉ có hàng Việt Nam nắm mưa mây đẹp vậy thôi. Dạ Trần Linda lưu ý giúp em nha. Áo khoác ngày mai là ship 60.000 toàn quốc nha. Em không có hỗ trợ ship nha. Trần Linda 120 này, nhưng mà con khoác này mặc đứt đáng đồng tiền lắm. Con khoác này mấy chị mặc đứt đáng đồng tiền lắm. Ai chưa chốt đầm dây tập trung chốt đầm dây. Đầm dây này 90kg cũng có nè. Đầm dây của Ngô Tú Linh bán cho Ngô Tú Linh 140 nha. Tại hồi nãy em có bán cho chị kia 140 á. Áo khoác nó 120 con. Trần Linda có chưa? Rồi đầm dây 140 của Ngô Tú Linh chỉ có hàng Việt Nam xuất khẩu. Nó mới may phơm đẹp như vậy thôi nha. Nè, hôm nay Mỹ Yên sale con đầm này cho mấy chị 170 là mê nè. 280 sale 170. Mấy chị coi phơm này đẹp không? Đẹp ghê không? Sao con? Ờ, con ghi 140 cho chị tự bán. Dạ bán cho mấy chị con đầm xanh này còn cỡ 73kg thôi. Đây nè chị, gì quên này. Để em coi thử con nào. Con này thì hơi rộng so với chị. Con này thì hơi rộng so với chị ơi. Mấy có hai con ba ịt này thì hơi rộng so với chị. Đây nè con này nè. Ờ con này cũng ba ịt. Con này ba ịt lận chị Linda. Con này chị hơi rộng á, chị Hà hơi rộng á chị Hà ơi. Để con thử con, nếu mà con này hai ịt thì em lấy chị. Ba con này ba ịt đó là size con cỡ 90kg lận. Hơi rộng á chị, mặc ở trong nhà thì được. Đầm này sale 170 nè, mấy chị con cái form lên nè. Khi mà cái form lên cái dây cột nó rất là đẹp. Và đầm này dưới 73kg. Cái yên sale 170 đầm xanh cho mấy chị nha. 170 đầm xanh công sở. Ai chốt đầm xanh công sở chốt lên giúp giùm em. Em lên cho mấy chị một con đầm dây Mỹ Duyên ơi. Yên lên cho mấy chị một con đầm dây nè, phơm đẹp không? Đầm dây hoa li ti rồi sale 100.000 ấy. Ở trên là nhúng là 60 đến 72, 73 kg. Chốt giùm em đầm nhúng sale 100.000. Đầm dây 140 khách lấy rồi Ngọc Phương ơi. Bây giờ nó chỉ còn mấy con này 3 ịt là size khoảng cỡ em tới 90kg, 80 đến 90kg. Chị Hà, chị Hà có lấy phom rộng được thì lấy nha. Lên cho mấy chị một cái con đầm sọc sơ mi. Dạ thông báo là đầm sọc này em không có sale. 250.000 không sale cái nào luôn á mấy chị. Tại vì là em nói mấy chị cỡ nào cũng không thể nào đi kiếm được những con đầm này. Này size 12 nè. Chị Ô Hui lấy đầm này chưa? Nếu chị Ô Hui chưa lấy đầm này nên lấy 250. Đầm này Yên không có sale. Tại vì đầm này lâu lâu nó mới có cái mã hàng sơ mi vậy chị. Mà hàng Việt Nam xuất khẩu nó may những con sơ mi này đẹp lắm. Con này size 12 này dưới 73kg. Chốt giùm em đầm sọc 250. Đầm sọc 250.000. 250.000 đầm sọc nha. 250.000 đầm sọc. Em lên tiếp cho mấy chị một cái con đầm, đầm beo hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Nha, đầm này cũng không có sale. Con này em sale. Con này size 14 dưới 77kg. Con này chị Hà lấy nè chị Hà ơi. Chị Hà nên lấy cái con đầm dập ly này nè. Chị Hà nên lấy cái con đầm dập ly này nè chị Hà. Xinh không? Trời ơi hơi bị đẹp luôn á. Size dưới 77kg là size chị Hà luôn. Con đầm dập ly thường thường là 350. Mà con này 250 là quá rẻ luôn. Đầm dập ly nè. Để chút treo đầm nó sâu lên. Rồi lên cho mấy chị một con đầm sơ mi nè. 250. Mấy con đầm sơ mi này khó kiếm lắm. Size 12 luôn. Size 12 luôn mấy chị.
Dạ đẹp, chị Linh Lương hốt đi nè, size 12 dưới 73kg nè, form đẹp không? Bà nội cha form đầm sơ mi toàn form đẹp không? Size 12 đầm sơ mi 7 màu nè. Sơ mi đỏ hồi nãy em lên vẫn còn nè. Sơ mi 7 màu nè. Mấy con này kiểu như hàng hiếm á chị, đây. Con này còn hiếm hơn. Con này hàng sơ cây còn hiếm hơn mấy chị. Dạ con này sơ cây nha mấy chị nha, lưu ý nha, con này sơ cây. Con này size lớn, con này mà chị nào 90 đến 100kg hốt con này nè. Hốt cái con sơ cây này về để ăn Tết có 250.000 à. 250.000 con sơ cây này nè. Nhưng mà size lớn nha, chị nào 90 đến 100kg hốt con này. Trời ơi, hàng này hàng hàng đã lắm mấy chị ơi. Hàng đã lắm. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con đồng tím đắp chéo. Ngày hôm nay yêu sale con này cho mấy chị 150 nè. Trời ơi, chế nè mà khoảng cỡ 75kg, bà gì quên này. Bà chế gì quên này. Ngọc Hương Hà ơi, cái con này là bao đỉnh bao đẹp mà vải co giãn bao sang. Sale cho 150.000 đầm tím dưới 77kg. Cái quần quốc ca này như 150. 150 của quốc ca. Mấy này chút nữa treo nhà sau nè xin. Đẹp không mấy chị? Có một con duy nhất à? Có một con duy nhất à mấy chị? Đó, dưới 72kg. Có một con à? Thôi giờ yên xe với con đồng đi tiệm này cho mấy chị 150.000 nha. Đó, mấy chị thấy đã không? Chỉ có thằng hàng Việt Nam xuất khẩu nó mới may cái form đỉnh như thế này thôi. Còn lại không có thằng nào hết trơn á. Tiêm chế của Huyền Trang Lê 150.000. Bill thành phố là vẫn nói với mấy chị là ship 60.000 toàn quốc nha. Đây nè mấy chị, đã đời không? Ôi má ơi, chị nào mà dưới 70kg hút với con 150 này đi. Ôi đầm tuyệt nè, dưới 72-73kg cũng vừa nữa. Xeo cho 150.000 của Mỹ Duyên, tim chéo đầm tuyệt của Mỹ Duyên Nguyễn dưới 72kg là bao đẹp luôn. Mỹ Duyên gì vậy con? Huyền Trang Lê 150. Mỹ Duyên Nguyễn 150 là sau lưng con á. Lên cho mấy chị một con đầm xanh đi tiệc đi chơi. Nó là thun lưới cho nên form nó rất là đẹp. Thông kệ mẹ nó, sale 150 luôn đi. Ai sale con này 150 tôi làm con mấy má. 60 đến 70kg đầm xanh cổ đắp chéo tay phồng lưới đẹp không? Đầm xanh 150.000 ha. Đầm xanh 150.000. Lên cho mấy chị một con đầm đen sale 170.000. Lên cho mấy chị một con đầm đen sale 170 là đưa lên cái hớt hồn chim én luôn. Con này size khoảng cỡ 75kg. Nè đưa lên cái là giật rầm rầm nè. Xe 170 nè. Mùng 6, mùng 8, mùng 10 gì đó. Huyền Trang Lê 150.000 của Huyền Trang Lê. Ơi mấy chị mua nhiều nhiều lên có tiền nha. Đây nè mấy chế ơi xin không. Rồi mấy chế coi nè, 75kg nè. Chế nào 70 đến 75kg hút cái con đầm xe 170 giùm tôi Huyền gái đẹp không? Trời ơi là trời. Xả xanh thì em không vừa xả xanh của Huyền Trang Lê con. Bán lấy tiền mai đi mua đồ đi từ thiện gia hơn ha. Má con này là hơi bị đỉnh nè. Con này đỉnh của đỉnh và chớp của chớp nè. Chút nữa bỏ bao hàng bơm vô một bao đi con. Xả của ai vậy? Gì vậy xả cái xanh rồi mà. Xả cái tím. Có được không? Thích má không? Có thi cái đó màu xanh. Mày lấy cái búa mày gõ nó trên đầu nó một cái cho nó chích ông chích cha tại chỗ cái gì con. Chết rồi giờ không làm chắc nãy giờ mày nhậu rồi Ti. Thiệt. Nãy giờ mà không làm là tao nghĩ là mày nhậu rồi chứ mày cũng không ngầu ở đây đâu. Chứ mày không có bình tĩnh mà rung đâu. Những cái mã đầm sơ mi á mấy chị, những cái mã đầm này nè. Đầm 170 chị lấy em, Ngọc Phương Hà đầm đen á hả? Đầm đen hả chế? Rồi 170 của chế Ngọc Phương Hà nè. Chế Ngọc Phương Hà ở đâu vậy? Thành phố hả? Mà em có tiền rồi. Chị Ngọc Phương nghe lời Yên nè. Chốt cái con đầm sơ mi 250 này nè. Mai mốt về nó mới sướng. Con này size 14 dưới 77kg nè. Em nói thiệt á, riêng những con đầm sơ mi này á, Yên nói thiệt với mấy chị một câu nghe. Bán quanh năm suốt tháng phôm lên vẫn đẹp mà vẫn dễ thương. Đầm sơ mi ha. Nói nhẹ nhẹ cho biết thôi ha. Chỗ đó đâu. Đầm 140 nè, đầm body nè. Hay đây. Rồi hay. Đầm này của ai? Ngọc Phương Hà nè, 140. 140 của Ngọc Phương Hà nè.
mẹ em điền mơ dằn dằn màu trắng của vì sao gọi đồng ngủ yên. Đầm sớm chị lấy y là gì? Đầm sớm chị lấy y là sao? Ở này chốt cái này nè má Ngọc Phương ơi, Ngọc Phương Hà ơi, má Ngọc Phương Hà làm ơn chốt cái đầm đen đắt chéo nè, 65-75kg nè, sell cho 190.000 đầm đen, không có nhu cầu sell đầm này đâu nha. Đó, 60-75kg sell cho 190, không có nhu cầu sell đầm này nha quý vị. Thiệt lòng là yên, con lấy cái móc con treo đầm này lên cho gì nè. Thật lòng là đầm đen đó yên, không có nhu cầu sell nha. Không có nhu cầu sell là sự thật nha, cái gì đây. Thì để bán cho vui coi rồi, bán cái áo thun phơm dài 50.000 nè. Áo thun đen phơm dài 50.000. Ok chưa? Rồi còn ai muốn mua nữa không hay nghỉ? Đấy. Để em bắt đầu tính bill cho mấy chị nè, kiểm hoãn cho em nha. Đấy. Đó thấy không, hỏi một câu là mấy chị khỏi trả lời. Mấy lính lét em trả lời trơn trội. À, nói nghe nè. Thâu giờ cuối live bán cho thương yêu cho mấy chị con đầm này 170. Con này yên lấy vô mắt lắm. Tại vì đa số hoa này là hoa thêu mà mấy chị có cái phân tay nó cũng đẹp là size 12. Size 12 dưới 73kg. Rồi bán thương yêu cho mấy chị con đầm xanh cuối cùng size 12 dưới 75, 77. Dưới 73, 74, 75kg mà nó có co giãn nha. Sell con này cho mấy chị với giá là 170.000. Con này là 280-350 gì quên mẹ rồi. À, sell cho mấy chị con này 170.000 size 12. Size 12 này dưới 75kg. Đó. Đầm xanh của Mai Trần ô vui. Đầm sơ mi sọc chị lấy em. Trời ơi đầm đó mà không lấy gì nữa bà nội. Mai Trần ô vui đầm xanh 170. Trời ơi để kiếm size 14 ở đây phải không? 250 của chị hổm giờ chị Hương không sắm đồ hay sao vậy? Trời má ơi, đợi bữa nay tới 27 mới sắm đồ. Em mà em bị lo xa á. 250 của Ngọc, cái đó là 170 của cô Mai Trần Ô Huy nha. Rồi, của chị Ngọc Hương Hà nè. Của chị Ngọc Hương Hà. Nhiều. Hello, Thái Huyền giờ nghỉ rồi vô chị bà nội. 250 bà nội. La quá la. Nè, yên còn cái đầm 80-90kg sell cho 100.000 nè. Xeo 100.000 đầm bò là tay đẹp lắm. Nói chung là phơm này đẹp lắm, 80-90kg. Đó. Giờ còn vô chào Yên nữa. Coi thử cô Thái Huyền hàng hóa. Cô Thái Huyền sao? Dạ còn có con áo dài vàng hồi nãy 320 Yên xeo 150 là hóa thời kỳ áo vài dài co giãn màu vàng hồi nãy. Vậy là hóa rồi hả chị? Hóa rồi, cái gì đây vậy? Đây nè, làm ơn mua cái đầm tiệc nè, 350 sale 150 nè, làm ơn mua cái này nè. Thấy xong gì chở đi. Tháng quen mua đồ 2,5 triệu không? Phải kiếm tiền lại chứ. Thấy chưa? Còn không găng gói qua bên kia ở đi. Găng gói qua bên cô Hemi ở đi. Ý Yên còn đầm đi tiệc nè. Em nói mấy chị là chị nào nhận con đầm này về cũng mê nha. Chị nào nhận con đầm này về cũng mê. 350 sale cho mấy chị với giá 150 dưới 73kg. Dưới 73kg nha. Đó còn ít rồi. Còn ít rồi. Đó rồi. Đó rồi. Nè đầm 280 này giờ sale cho 150.000 nè. Nó ghi là size số 10 với chị nhưng mà 60. Đầm tuyệt đỏ của Mỹ Duyên Nguyễn. Của Mỹ Duyên Nguyễn bữa giờ chưa mua đầm này nè. Chưa mua đầm này nè. Mỹ Duyên Nguyễn 150.000 nè. Mỹ Duyên Nguyễn. Ngô Tú Linh nè. Ngô Tú Linh 150.000 nè. Bán xíu nữa đi. Chị Khánh Phương nè. Đi rồi ráp nha nè. Đổi lại cái này Mỹ Duyên Nguyễn đi. Ồ Khánh Phương nhiêu ký vậy? Rồi đổi cái này cho Mỹ Duyên Nguyễn lại nè Tây ơi. Tay này Mỹ Duyên Nguyễn vừa nè. 6 mấy ký. Rồi Khánh Phương nè con. Hồi nãy các em có con đầm 100kg đó. Nhưng mà giờ bill, em chỉ đi được bill Hồ Chí Minh thôi. Bill tỉnh là mấy chị phải chuyển khoản cho em hết. Em giữ qua Tết nha. Giờ em, Yên nãy có con đầm xanh size 100kg nè chị. Size 18-20kg nè. Chị ơi lấy con đầm này nè. 250 mà đẹp lắm chị. 250 mà đẹp lắm. Size 100kg nè.
Làm tiệc còn ai nữa vậy? Ngô Tú Linh phải không? Mỹ Duy Nguyễn phải không? Khánh Phương phải không? Huyền Trang Lê, trăm rưỡi của Huyền Trang Lê. Đầm xanh theo ngực 107, khách lấy rồi, để em kiếm cái thử đầm xanh theo đó chiều. Em trả hàng rồi, 6-7kg vừa. Đầm đi tiệc. Đầm này á, đầm này mà mấy chị mà, đầm này bây giờ chỉ còn size bé thôi nè, đổi cho chị Khánh Phương con này nè Ti ơi. Size 6-7kg là size L nè, size L hàng bị Khánh Phương á nha. Còn con, bà không bán tối không nghe bà like tôi buồn thí mẹ. Thì không làm cũng buồn mà làm tậu mấy đứa nhỏ thì. Nè cái chế gì đầm 100kg lấy cái con đầm xanh 250.000 hàng cây cây nè. Má ơi đẹp bà cố nội luôn á chị, mà vải co giãn nha, xinh không? Mà phơm tay cũng đẹp nữa. Mấy chị là em nói tiếp cho mấy chị nghe là ngày mai đi bill là ship thành phố 60.000, bill tỉnh là xong cái like mấy chị. Một là cọc cho em cái cạc mobi 100, hai là mấy chị chuyển khoản hết cho em. Mấy chị ok chưa? Nhớ nha. Chứ xong like đừng có đợi Ý Yên nhắc mắt lòng lắm. Ý Yên có con đầm này 60-65kg, 280 bán sale 160 luôn. 280 bán sale 160 tàu với luôn mấy chị tàu. 60-65kg sale cho 150 là đầm sọc xanh. Đó, nó kêu ốm quá, ốm quá thì mấy chị thấy không? Vừa lòng mấy bà lắm. Ủa quả lộn, vừa lòng mấy bà lắm, con tôi nó buồn tôi. Cái đầm này cái chị gì mà 75kg hút cái con này đi, còn con nè. Còn con này chị 25 size 2X nè. Size 2X của hàng Việt Nam xuất khẩu hút đi. Đó trời ơi nhắc táo nhắc lui gái ơi, không nhắc cái mai mấy bẻ mệt lắm. Đây nè bà chị nào hồi nãy hỏi con áo khoác nè, rồi xong rồi. 220 không có sale nha. Thiệt luôn á, 220 không có sale mua con áo khoác rất đáng đồng tiền. Rồi mai mốt cầm 220 đi, đi kiếm có hàng này tôi làm con mấy chị. Nha. Ý Yên chốt cho Ngọc Hương Hà nha. Nè Ý Yên chốt cho Ngọc Hương Hà đây. Cái con áo khoác này nè là 220 ngàn, không có sale đâu, nó free size. Là nó 65kg, nó tới 100kg vừa. Trời ơi cái con này em nói với chị là ai chốt cái con này vô cũng sướng hết á. Ai chốt cái con này vô cũng sướng hết á. Trời ơi con này là người nào chốt vô cũng mê hết đó chị Linh. À, chị ơi, chị Linh Lương, em lấy dạ, bà chốt cho bà kia chứ ơi, còn cua heo. Trời ơi, giờ chị Minh đi đâu vậy? Em lấy một lọt đầm size số 8 em chờ chị, không thấy chị đâu á chị Minh. Thiệt đó chứ, thiệt luôn. Thầy ơi, kiếm mấy cái bao áo qua, 60 ngàn, 100 ngàn, sale 60 ngàn, xuống đây chị hút cho mấy chị, mấy con à. Chị Thanh Hằng rồi đó. Ờ, áo thun giấy. Áo khoác này của chị Linh Lương. Bởi vì hồi nãy em định bán mà không thích bán luôn đó. Nhiêu 220 nè, có con đầm size bé tí là 60-65kg, yên sale cho 60. Con đầm này có cái dây cục giữa tà đẹp lắm, 60-65kg chốt giùm em đầm nút sale 60. Chết ô thiệt chứ em, chị đừng làm em buồn nha, chị đừng làm em buồn. Thái Huyền muốn lấy mấy con Tí ơi, Tí đổ cái bao chị Nguyễn Thị Phương Hằng ra đi Tí. Chứ hồi chiều kêu lấy áo cho ai vậy? Đầm 60.000 của Mỹ Duy Nguyễn. Mỹ Duy Nguyễn 60.000. Hồi trưa chưa mua áo sale 60 ngàn một con, lấy đi 60-90kg, bán xa cả 60 ngàn con hết. Nguyễn Thị Phương Hằng đúng không chị? Nguyễn Thị Phương Hằng đổ áo đi, chị coi từ áo nào chị lựa cho Nguyễn Thị Phương Hằng dài con. Trời ơi áo thun giấy này 60-90kg, mấy chị chốt lần 5 con cho em lựa cho. Nè áo này, mấy chị chốt lần 5 con lên cho em lựa cho. Rồi một con. Nè con này hồi chiều chưa có, 60 ngàn của Nguyễn Thị Phương Hằng nè con. 60 ngàn của Nguyễn Thị Phương Hằng. Rồi 60 ngàn của Nguyễn Thị Phương Hằng nè. Đó. Đó.
Mày chịu hấp nhiêu? Có tính ship không? Chưa tính ship hả? Giờ vô 4 con áo rồi đi cho Nguyễn Thị Phương Hằng. 8 con 3 lỗ nè. Rồi 64 240 của Nguyễn Thị Phương Hằng. Nguyễn Thị Phương Hằng 140. Mấy chị chốt giùm em lần 3-4 con cho em đi em lựa cho. Chốt 3-4 con đi em lựa cho 60.000 con. Tại mẹ nó bán cho banh xác luôn đi mấy chị. Đó. Lên đi. Lên đi mấy chị, áo nào cũng đẹp hết trơn á. Trời ơi, tôi lựa áo cho mấy chị là tôi không có lựa áo xấu đâu. 60.000 con, chốt 3 con đi Minh Tú ơi. Mày chốt 3 con không bao giờ mày hối hận đâu. Chị Yên nói thiệt với mày nghe luôn á. 3 áo của Nguyễn gì đây? Nguyễn Thanh Huyền, 3 áo thành phố nè. Rồi 3 áo của Nguyễn Thanh Huyền nè. Rồi build đi luôn nha. 60-90kg nha. Lấy thì lấy giùm em. Nè, tay to, 3 áo của Nguyễn Thanh Huyền. Nè, chị Minh Nguyễn Hà Nội nè, chuyển khoản cho em rồi, rồi sau Tết đi build nha chị. 3 áo trắng của Minh Nguyễn. 3 áo trắng của chị Minh Nguyễn. Ừ. Xong rồi bắt đầu chụp hình bill qua hết cho khách nha con. Cho chuyển khoản hết rồi qua Tết đi. Áo ba lỗ, áo hai dây hai con có đâu mà áo ba lỗ, áo hai dây. Áo gấu nè. Nè nói chị Phương Hằng chuyển khoản thêm mà chốt 3 cái một con nè. Trời ơi áo đẹp lắm chị Linh Lương, 2 con nè. Có 1 con đen cho chị nè. Có 1 con đen gấu cho chị nè. Rồi 3 con của chị Linh Lương nè. Ba con bỏ chung vô bịch đi con, 6-380. Trời ơi em nói mấy chị áo toàn áo đẹp không mà nè, áo nè, thấy chưa? Một. Áo gán rồi. Cà phê sữa nè. Hai. Trời ơi. Đó, hai. Nhưng bây giờ chị có lấy áo này tới size 90kg được không? Được không thì em mới chốt, không được em đâu dám chốt đâu chị, được thì mới chốt nha. Nè, con đen nữa nè. Rồi chốt 3, Nguyễn Thanh Huyền chốt 3 ha, qua Tết cho gửi thì chuyển khoản giùm em nha. Xong cái like này em sẽ chụp bill hết, còn tiền ship thì qua bển mấy chị từ trả tiền shipper nha. Đưa cái cục đây. Ờ, Nguyễn Thanh Huyền đó con. Lấy giờ lấy ngẫu nhiên đi gái ơi. Ủa Nguyễn Thanh Huyền 3 cái, chị Linh Lương có chưa? Linh Lương có luôn chưa? Có rồi, vậy chốt qua đừng lấy gấu cho em vì mua gấu của chị nhiều rồi. Vậy đưa áo chị Linh Lương lại đây. Đưa chị đổi cho chị Linh Lương cái. Lấy cái cục mới vừa rồi quăng ra lấy cho Thái Huyền đi. Không lấy áo gấu đen hả? Dạ, may đặt cạp đi chị. Dạ, quăng áo gấu ra. Để em lựa cho chị một cái chịp chịp gáp cho chị nha, áo gáp cho chị nha. Rồi hai áo trắng chữ 75kg lấy cái chế hai áo trắng nè. Bà chế hơi bị trúng mánh luôn, áo này bữa giờ Yên kiếp mặt không có luôn. Rồi hai áo lấy ba cái chị Ngọc ơi, tội nghiệp em. Lấy ba cái chứ hôm mai mốt mình đi kiếm cái vải này không có đâu chị. Mai mốt mình đi kiếm cái vải này không bao giờ có. Áo này hồi chiều thông báo với mấy chị là hồi chiều Yên bán cả 100.000 lận. Mà bây giờ sẽ treo bán 100.000 chứ không bán màu này nha. Rồi ba cái nè. Ba cái của chị Ngọc Phương Hà toàn mẫu đẹp không. Ba cái của chị Ngọc Phương Hà nè. Rồi mấy chị có lấy nữa không? Cho con hai cái, cho Minh Tú con Lê Việt nè. Với con gáp đi. Ôi quá đẹp luôn Tú ơi. Quá đẹp luôn. Dạ Minh Tú hai con nè. Chờ 120 của Minh Tú. Rồi xong chưa? Xong chưa, kéo Hương lên đi. Xong chưa, kéo Hương lên đi. Rồi. Thích màu trắng hả? Đâu đưa lại của con bé đi. Ờ thích trắng cho trắng dễ chịu mà. Trắng thì đầy. Trắng thì đầy nghe cục cân. Vậy giờ trắng thì đầy ok chưa. Rồi hai cái trắng của Minh Tú nè. Cho cái đen của Ngọc Phương Hà nữa hả? Rồi cho cái đen của Ngọc Phương Hà nữa 60.000 hả? Rồi 60.000 mới đi của Ngọc Phương Hà. Rồi ok chưa hả? Đơn giản. Hai con này để hồi treo lên. Ba cái ba màu ít chữ hả chị? Lấy chữ gáp này đi.
Nó có chữ không anh chị nè, lấy chữ ưu tiên cho con này nè. Này là yêu thương lắm nè. Đó, con giáp màu đen nè. Rồi ba cái của Hồng Xuân Lê mới in xong. Ba bánh. Bánh cho con xem mấy cái trắng nữa. Bánh. Nó hết mẫu rồi. Nó hết mẫu rồi bà nội ơi. Gu xì vàng nè, mà lấy thêm con này đi. Hàng gì vậy chị? Dạ. Dạ em sale còn 60 ngàn ở Trang Huỳnh rồi mà em không đi tỉnh được. Dạ quần riêng em hết rồi chị. Hết sạch luôn rồi chị Lan. Gia Linh mua hai con, cái yên lượng Gia Linh mua hai con đẹp đẹp nè. Ghép tim. Gia Linh mua hai con. Ủa rồi ông Phước đâu vậy? Còn má hơn. Cho em một áo bù hôm bữa, ok. Dạ thành phố thì ý yên nói thiệt, tại vì may em phải nhờ cái bạn bên Grab chạy bill là 60 ngàn một bill. Nhưng mà thực sự bây giờ cái đầm ý yên 280 yên bán 100 ngàn thì mấy chị vẫn lời chán nha. Bù với chị yên con phải không? Rồi yên bù với chị con Lê Vít Nâu nè, cho nó rộng rãi thoải mái cho chị nha. Rồi bù của Nguyễn Thanh Huyền bù ha. Gáp trắng nữa hả? Để kiếm của từ gáp trắng còn không nha. Gáp không, bù của con, bù của cô Huyền Trang Lê. Rồi gáp hết rồi. Gáp hết rồi con gái ơi. Nè nè con gái lấy con gấu nè. Minh Tú ơi lấy con gấu này đấy. Đủ má con gấu này nãy giờ kiếm không có nha. 60 đến 100 ký. Nè Minh Tú lấy con này nè. 60 ngàn của Minh Tú nè. Cậu quỷ. Cái của cô Hiền Trang Lê là bù quá nha con. Chứ không bà nhảy đành đạch đành đạch á. Chứ không giỡn với bà đâu nha. Lấy thêm chữ vàng ha. Để thêm nè con, bỏ cho Minh Tú lấy chữ vàng nè. Để coi thử còn không. Rồi là 120 á. Đúng rồi, bù Nguyễn Thanh Huyền chứ không phải bù Huyền Trang Lê nha Ti. Nguyễn Thanh Huyền đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. À Minh Tú không lấy gấu gì cũng ghi 60 ngàn thôi. Đưa cái con gấu là cái gì. Ủa nãy giờ Thái Huyền gì lấy áo cho Thái Huyền chưa? Rồi lấy cho Thái Huyền rồi. Bà nậu chè, ai 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 lộn mà lùm lùm. Đây đây, con vàng không lẽ con gấu 60 ngàn con. Nè mấy chị, cái con áo gấu này là hàng hiếm từ đầu like tới giờ luôn á mấy chị. Mấy chị coi vải tung giấy nó đã lắm. 60 ngàn, rồi không lấy gấu. Gái bé bé bọc bọc. Hai má hồng hồng, bé đi xe bít, bé em đi cái đung. Lấy cái quần rin bông 100 ngàn cho chị đâu Tây ơi. Lấy gấu cho Gia Linh Ngô nè con, mới đi nó Tây xuống lấy cái bao quần tây hồi nãy nó có cái quần rinh hoa 100 ngàn á Tây. Lấy lên cho chị Lan Trần 100 ngàn. Lấy cái quần hoa đúng không? Đúng rồi. Bé em tới cái đùng. Bây giờ nó còn con gấu đen thôi. Bốn áo. Nó bây giờ nó có con gấu đen nè. Chị Hồng Xuân Lê có muốn lấy gấu đen không? Gấu siêu nhân gao. Chị có muốn lấy áo này không? Áo gấu nó khách lấy rồi. Chị nhớ là bốn áo đó con. Đúng rồi. Rồi quần hoa này cho chị Lan nè. Quần hoa cho chị Lan. Mẹ mua quà bánh 100 ngàn cho em tuần hơn. Có đồ chơi đẹp. Rồi giờ mà chị Trang vô chốt sao đi tội nghiệp chị Trang dữ vậy trời. Mấy mấy sếp em hỏi có không Vi Hà. Đợi qua Tết đi, tao lục qua tao chốt cho, chứ giờ chốt tao bắt mày cọc khạc chuyển khoản nữa Vi Hà. Đợi Tết thì tao đi lên kho tao lục với con được 5-7 bộ gì chị để bộ nhà cho. Bộ nhà 60 ngàn mặc đúng sướng luôn đúng không mấy chị? 160 mà sale 60 ngàn không sướng sướng con mẹ gì nữa. Dạ gấu đen của Quốc Khang, 60 ngàn của Quốc Khang. Chị có gì cho em không giờ? Mấy giờ mới vô mấy giờ rồi? Nó like nữa không biết lùng đến giờ hồi nó cắt cổ nó nhổ lông tao luôn á. Ồ trời nó ngồi nó mỏi lưng rồi kìa. Trời má ơi. Mùng 6 vô mua túi sách nhận lọc nguyên năm làm ăn phát tài cho tôi. Tôi dặn mấy chị khách của tôi ở đây nha. Mùng 6 vào like của tôi hoặc mùng 8 hoặc mùng 10 tôi em sẽ thông báo trên fanpage. Nhớ vào nhận lọc. Nhất là những vật phẩm mà đã trì chú rồi nha. Nếu mà em bán hàng hàng Thái hàng đồ là em giàu cực. Nhưng mà thôi đi vào đây đi nhận lọc đầu năm của Yên. Gồm có em không biết là sẽ 10 bao lì xì hay là 20 bao lì xì trị giá từ 10 ngàn tới 500 ngàn.
Và năm ngoái Bích Thủy là cái người bóc trúng tờ 500 ngàn đó, thứ nhất. Thứ hai là vật phẩm tặng gồm có giá trị tinh thần rất là cao, giá trị nhân văn rất là lớn, nghe mấy chị. À, banh xào cho em xem. Chị có thể lục coi mẫu áo em gửi chị không? Chị có thể lục coi còn mẫu áo em gửi chị không? Hết rồi chị. Hết. Hết rồi chứ ơi. Nếu còn là em đã la làng lên sớm. Cái đầm vải đuổi đi nãy yêu sale 90 mấy chị nên mua đi. Nên mua đi, dưới 83, 84 ký mua đi rồi mấy chị về biết tại sao Yên khuyên mấy chị nên mua. Tại vì nó là đầm Việt Nam xuất khẩu 250 ngàn, xe mấy chị 90, đầm vải đuổi dưới 83, 84 ký. Em còn một con quần lính là bán cho 70 ngàn. Không cho tôi chữa nha. Thường thường mà mấy đứa tuổi tin lý khi nào theo cô Yên lắm. À, mấy đứa tuổi tin là thích mặc những cái gì hình hình bóng bóng rồi gì xấu à, cô Yên ít có tuổi tin lắm. Rồi con quần lính này dưới 85kg bán cho 70 ngàn quần legging. Đẹp không? Đẹp quá trời luôn chứ không đẹp gì nữa. Ha. Quá trời đẹp luôn. Đây cái gì đây? Rào đầm. Rào thâu đầm 250 sale cho 100 ngàn luôn. Đầm này chị nào mà dưới 83, 84kg mặc lên đẹp lắm nè, coi phơm căng đây nè. Phân căng ra đẹp lắm. Đầm này 70-85kg bán cho mấy chị 100 ngàn đồng xanh. 100 ngàn đồng xanh nha. Hỏi sao quần lính này mà không chốt không? Tuyệt lắm. Thôi không hiểu sao quần lính này không chốt luôn á. Chưa hiểu được luôn. Tại vì nó đẹp á. Bóng trúng tờ 500 ngàn của bà. Của bà xong mua đồ 1 năm đưa lại bà 50 triệu. Chắc tôi hên hên. Chắc con già trước tuổi rồi cô. Không banh là tối nay con không ngủ. Bà nội cha nó cũng yêu nguyệt lắm chứ không phải nó vừa đâu. À đây nè, đây nè. Nè tuy cái đầm này lúc mình kiếm có bán không có nè. 70-80kg nè Minh Tú. Mà coi hàng Việt Nam xuất khẩu nè đã không. Trời ơi má ơi đầm 70 nè. Sale cho 140 ngàn. Cái hàng này đi kiếm không bao giờ có. Tại vì cái form này nó cưng lắm. Nha 140. Nè, gì đây, rau. Áo len dệt 180-60-80kg. Len dệt 180-60-80kg. Sale cho 120 ngàn. 120 ngàn áo len dệt. Nó giỡn thâu tụ đủ tiền đi chơi rồi mấy chị. Đủ tiền mai em chơi rồi đó. Đủ tiền nha. Đủ tiền mai chơi rồi nha. Rồi để em tin nó dọn. Con chụp hình báo qua sơ cho mấy cô với kiểm số tài khoản hết đây. Dạ lên giờ 120 của Quốc Khang nè con. Mới in xong á. Cái đầm sọc đẹp lắm nha Minh Tú nha. Cái đầm sọc rất là đẹp luôn. Giờ banh nữa hả bay. Chị Minh còn đó không chị Minh? Minh ơi Minh. Banh rồi giờ mình nó kêu tôi banh nữa nè. Trời ơi nãy giờ tôi banh mấy cái bao đồ dưới đây cũng được nè. Nhỏ này nó khó tôi ghê trời thiệt á. Nhỏ này nó khó quá trời. Đợi mùng 6 đi mày để dành tiền mày chơi với tao đi Tú ơi. Được không Tú? Được không? Mày nói phát một với Tú. Bán cho con áo vài chục ngàn. Bán cho con áo sơ mi cưng lắm nên mặc lên cho coi. Mày để dành tiền. Mày chơi với tao nè. Con sơ mi này đẹp lắm nha. Thành phố khỏi chụp cho mấy cô cũng được. Thành phố ho mấy cô muốn chuyển khoản cũng được. Mà mai đi hàng cũng được. Tùy mấy cô thâu nghe nè. Ờ cái con này nó dễ thương lắm. Dễ chết mẹ ơi mùng 6 đi quýnh bài ai mà giữ ai mà cái thì cái ai đâu mà nhốt cái con nhỏ yêu nguyệt này lại giùm tôi cái. Em có con sơ mi bán cho mấy chị 60 nè xinh nè. Nó làm cái tay phòng nè mấy chị khổ tim nè. 70-82kg áo đen. 70-82kg áo đen bán cho 60 ngàn rồi bán con này cuối cùng á. Ồ bán cuối cùng đi Tú ơi ta năn nỉ ta mày thay cho tao được không Tú? Chưa ai mua đó. Ô mày năn nỉ mày tha tao được không? Được không Tú? Nguyễn yêu mày. Rau. Áo đen 60 ngàn của chị Khánh Phương. Chị Khánh Phương coi chừng rộng nha. Chị Khánh Phương coi chừng rộng. Chốt cho Ngô Tú Linh đây. Chị Khánh Phương rộng không? Nếu thích rộng thì lấy rộng nha. Chứ con đó là coi chỉ chừng chừng chị rộng. Đợi chút xíu chị Khánh Phương chị chốt đã. Rồi cái chốt đã rồi hút đồ vô. Riêng con hai con áo trắng kia là treo lên nha Tuy. Hai con áo trắng kia là treo lên cho ta. Dạ đợi chị Khánh Phương trả lời. Cho xem đầm màu ruốc trên xào không.
Là cái đầm sau lưng cô Yên phải không? Dưới 72kg mày vừa không? À, lát Bích Thủy chuyển khoản con chụp qua cho cô Bích Thủy trước đây con. Cô Anh Thư Nguyễn là đầu năm lận. Rồi chụp cho cô Anh Thư Nguyễn hay cô Anh Thư Nguyễn chuyển khoản. Rồi họ xét giáp chưa? Còn quá trời chợ ở lộn. 100kg kim chi, mấy chục ký cải chua, mỗi loại nem chả mấy chục ký mà sạch sẽ. Hồi bữa lúc mà em gửi hàng cho chị xong anh nó tiền ráp cao quá, em định gửi thêm cho chị thứ cây chả ăn thử, mày đâu có dám gửi. À, đầm sọc xeo 100k, xeo 140, đâu có dám gửi đâu, không còn luôn á. Thực sự muốn tặng cho mấy chị hàng xóm mà tới giờ cũng không còn nha. Thực sự là ý muốn tặng mấy chị hàng xóm. Nè đầm này nè, xeo cho Minh gì, Minh Tú hả? Nè Minh Tú, xeo cho Minh Tú 120 nè, 280 nè. Con này cưng lắm, dưới 72-73kg. Con này mặc lên như công chúa nó. Tú mày nè, con cái phơm giống phơm đầm tiệc không? Y chang phơm đầm tiệc luôn. Hôm qua ý Yên có đầm sơ mi nâu của chị Song Anh. Sao chị Song Anh không mua đi trời? Để con giảm con là vừa giống quỷ ghê Minh Tú ơi. Mày ra thiệt á, ai nhốt thì lại giùm tao cái chứ tao mệt mỏi với mày. Dưới 72kg xeo 120 nè. Ai chốt chốt giùm nha. Tao lấy không Tú ơi? Lấy em bán diện này. Đây là cái đầm mà hồi nãy từ đầu ra em muốn mấy chị lấy nè. 280 xeo 190. Lên mã đi nữa thôi nha. 280 xeo 190. Thủy Yên còn 3 cái 60-83kg. À, lấy con đó đi của Minh Tú. Chị Linh Lương một con nè. Minh Tú một con 120 nè Phi. Minh Tú con 120 nè. Có lựa còn con nào nữa không? Má còn đang hết luôn rồi. Đây vậy? Minh Tú 120. Ồ, hết rồi chị ơi. Vậy chị lấy đầm này nè. Xeo 150.000 đầm này 208 đầm đá nè. Chị coi phun su mặt tay nè, đầm này xeo 150 chút giùm em đầm đá. Ủa chứ ba đâu rồi? Mà ở nhà không ai coi ông nội á không? 60-82-83kg. Đầu năm khai trương là bán túi nha. Đầu năm khai trương là bán túi nha. Đó, bán túi với lại kèm với lọc đầu năm cho mấy chị nhớ nha. Cái heo đen này của ai nè? Gì? Cái sơ mi đen chốt cái chị Minh Phương gì đó. Khánh Phương này ok này đó, chị mới in á. Như vậy? 60 à? Đâu, cái đầm lấy trước cho Minh Tú đó. Minh Tú này 120. Đúng rồi, Minh Tú 120 đây nè. Đầm này 208 sale cho mấy chị 108 nè. Áo sơ mi 60 của chị Khánh Phương. Trời ơi, con đầm này mà mấy chị không chốt là sai lầm nè. Sai lầm lớn nhất em mang trong cuộc đời này là đánh mất em khi em tuổi đôi mươi. Lưu ý giúp em nha. Chị Linh Lương chốt con này nè. Chị Linh Lương chốt con đầm này. Yên xeo có 150 nè, 60-70kg đầm lưới nè. Chị Linh Lương chốt con này đây, 150 đầm lưới xanh nè. Ha, đầm lưới xanh nè chị Linh Lương ơi. Con này không chốt hối hận lắm luôn. Hối tiếc lắm luôn. Nha, có chị nào 90-95kg đây không? Rồi con túi nè. Con túi bị bom 400 mấy nè, sale cho 300. Có ai hút túi MK không? À, có ai hút túi MK luôn? Xong rồi đó, em xong rồi đó. Cho cái lùng nghỉ cho tàu với chị ơi. Nói cho tàu quay năm đi. Chị Song Anh có muốn mua đầm số 8 không? Chị Song Anh có muốn mua đầm số 8 không? Có muốn mua đầm số 8 thì báo đi. Mai em ship cho kèm theo hai cây chẻ. Em trích của nhà em lại cho chị ăn. Đó. Trời ơi, dụ quá trời dụ luôn. Đó, dụ quá trời dụ. Nó nghe nè, thương em mua giùm em bì mứt gừng của chùa được không? Mứt gừng của chùa mà cũng bị bom nữa mấy chị, mua giùm em được không? Sơn sen đá. Em thoát đây chứ hỏi chị không trả lời. Có trầm 100kg đầu. Giờ coi như hàng bom, hàng xeo gì gì là trả lời đó đó Minh Anh. Có một con đầm xanh size 100kg mày muốn coi không, hàng Việt Nam xuất khẩu.
đó, hè Việt Nam xuất khẩu. Rồi cha coi con đầm hè Việt Nam xuất khẩu nha. Đây nè Tây, cha chỉ mấy cái con đầm trên này mà size số 8 xuống đi. Có ác dưới con không? Đâu có ác đâu, thấy được mà. Được á, vậy được á chứ không ác đâu. Con đầm này size 18 mà hàng sơ cây sale 250 nè chị. Nhưng mà qua Tết đi nha, chuyển khoản giữ hàng qua Tết nha. Trời ơi, con hàng này là sơ cây nè, mấy chị coi form sơ cây là mấy chị biết liền. Phơm xe cây là mặc lên là tao nói bao phê lòi luôn, thấy phơm sang không, màu đẹp không? Số 8 nha. Chị xong anh mùng 1 ơi. Gì vậy? Được. Số 10, số 8 đây nè. Chị xong anh mà mặc cái con đầm vít này là mùng 1 Tết là em nói mấy chị y tô mì tôm luôn nè. Đã không? Một con nè. Nè lên tiếng cho coi. Màu nâu nè. Hai con nè. Đó, hồi chiều còn mẻ nào số 8 nữa. Đó, còn mẻ nào số 8 nữa. Cô Lâm Hàng hôm sẽ tay cho địa chỉ chưa con? Cho địa chỉ thành phố cho nhìn lên thử. Hả? Rồi à. Sao nãy giờ ông Phước sao ông kêu bất tư qua coi coi. Kêu ông Phước qua coi bác ơi, kêu bất tư qua coi ba rồi qua đi phụ làm chờ cho nó xong trời. Mấy con này đều là 350 nha. Anh ơi, anh ở nhà coi ba hả? Hả? Anh ở nhà nãy giờ coi ba hả? Ờ. Bác Tư qua coi ba giờ, qua coi ba giùm đi bác Tư. Cho anh Phước anh qua anh làm ít view cái. Có ông nội giùm em cái. Có tay đi chế là sao chế nó đầm sơ cây. Đúng rồi, đúng rồi. Đầm sơ cây là của một Nguyễn Minh Anh 100 kg. Nè số 8 có đầm tím đá nè chị lấy chưa? Đã không? 350 nè chị. Đầm tím đá này 300 chị hàng tôm mì. Con này không biết khi nó mặc lên đẹp cưng bà cố luôn, tay là đá. Ở dưới này là nó làm cái tùng đẹp lắm chị. Đó size số 8 đó. Đúng rồi Nguyễn Minh Anh. Đầm xe cây size 100 kg. Rồi không nghỉ đi mấy chị. Em cảm ơn mấy chị là lần nào like mấy chị cũng cũng ủng hộ em hết nha. Cho xem hai áo 60 với Yên ơi. Rồi giờ còn xem hai áo 60 chị xem đá chị chốt cái gì chị chốt thẳng đi. Chị lòng vòng lắm luôn á, em nói thiệt. Yên bán hàng cái gì cũng nhanh lẹ hết trơn á. Mà bây giờ còn lòng vòng nữa thì Yên không có chốt hàng đâu. Em nói thiệt, cái hàng sale mà tới giờ mấy chị còn lòng vòng như thế này là chết. Hồi nãy chị đó là lấy hai áo. Lấy chị hai cái đen, một cái Levi's, một cái Levi's nâu 70 kg, là tổng cộng 4 cái đúng không? Tì đưa cái màu áo trắng đi. Đúng rồi Minh Anh, đầm sơ cây đó sale cho 250 đó, thành ra 350 luôn. Rồi một cái Levi's trắng nè. Một cái Levi's nè, một cái Levi's trắng trước nè ha. Một cái Levi's nâu này là hai con của sen đá nè, chị sen đá cọc kẹt cho em nha, hai con 120. Cọc rồi không? Rồi một cái con Levi's đen nữa là ba con nè. Đó, có được 3 con cho chị thôi. 3 con 180 cho chị sen đá nha. Ui trời. À là không không hai cái thôi. Từ từ gò tôi. Hai cái là mã nào chị? Chị lấy Levi's nào với Levi's nào? Một Levi's đen, một Levi's cà phê sữa với một Levi's trắng. Chị lấy Levi's nào chị chốt cho em ơi. Sen đá, đưa con trắng rồi. Để em coi được con trắng nào em chốt rồi chị. Ai còn con đen nào hết rồi, bây giờ còn cà phê sữa rồi chị. Được. Chị ơi bây giờ còn cà phê sữa. Đô la ơi, mày đừng có đợi tới khi mẹ la rồi mày mới nghe. Bước ra đây đó. Mày là phải đợi tới mẹ la rồi mày mới nghe lận. Vô đây đó. Mày bớt vòng vòng, bớt lạng lạng đi nha. Chưa. Bây giờ lấy mấy con?
Cha rồi xem mấy cái sọc trên xào đi. Mấy cái sọc được. Trời má ơi. Bây giờ chị xin để lại lấy 2 con này rồi đâu. Đúng rồi, 2 con trăm nè. 70 đến 100 kg nè, sale cho thôi giờ còn 2 con nè. Trăm áo Quảng Châu á, sale cho mấy chị với giá 100 ngàn nè. Đó. Đây nè mấy chị. Sale cho 100 ngàn nè. Còn 2 con. Vậy lấy cái không ấy thôi chị xả áo đi chị, áo gì 60 ngàn mà nãy giờ kêu bán 2 con mà từ 5 con xuống 2 con giờ còn 1 con. Kêu là một đêm một cà phê rồi giờ lấy một cà phê thôi chị xả đi chị. Em mệt bán quá. Em mệt bán theo kiểu này lắm rồi đó. Nghĩ đi chị khỏe, nghĩ khỏe chị qua Tết mua hàng chính quy. 100 ngàn con cho nó đã. 100 ngàn con là em chịu hết nắp rồi. Giờ xe hoa hàng 60 tự nhiên tối nay ngồi ôm gì trời. Thôi bớt ôm đi chỗ khác chơi đi ha. Áo sọc 100 ngàn. Chị Nguyễn Thanh Thi ơi, bây giờ ship ở Sài Gòn cả 100 ngàn một, cả 60 ngàn một bill á chị Thi. Mà bây giờ chị Thi lấy là 100 ngàn là bằng giá con mua chính quy 100 ngàn kèm 60 ngàn ship là bằng giá chính quy luôn á, chị có lấy không? Nguyễn Thanh Thi 100 ngàn. Còn nếu không chị chuyển khoản cho em tiền tiền bill rồi đi qua top đi. Đó tùy mấy chị thôi nha. Chứ giờ mà chị xin bé hàng từ đó mà chị chốt còn bốn từ hai con. Đúng rồi, là giờ làm bill thành phố mang Đông Tà qua nhận hết. Bill là thành phố đưa cho ba đi con. Dạ, đường của chị Thi. Đường rồi tội nghiệp cho nó bé lùng với nào nhờ có nhà có hai đứa con em bắt nó làm tội nghiệp chị. Hai áo sọc. Dạ Nguyễn Thanh Thi phọc kẹt nha. Mấy ngày Tết mở nhà em có buồn thì em chơi với mấy chị ha. Học kẹt mobi nha chị. Dạ áo phọc của chị Huệ hả? Chị Huệ còn con nè chị Huệ ơi. Còn con của chị Cao Ngọc Huệ nè. Áo thun cà phê chị Hồng Xuân Lê lấy không? Đã xử lý cái bill của cái chị gì ạ? Chị xin đáp một là chị chốt 2 con giùm em, hai là chị xả hết, chị chọn cái nào trả lời cho em đi. Áo cà phê 60 ngàn của chị Hồng Xuân Lê nè. Cảm ơn chứ cô ba. Giờ còn áo đâu chị? Giờ mà giờ còn áo size lớn không? Nè chị Thi lấy cái con áo trắng này nè. Ý yên xe cho 60 mà đẹp lắm. 200 ký chị Thi. Mà khó đi kiếm những cái con áo này lắm nha chứ. Em nói thiệt, em mặc lên cái form này là chị mê liền. 60 ngàn áo 100 ký nè. Nguyễn Minh Anh cũng vừa nè. Sale 60 ngàn nè. Như người ta là biết mấy chị đang mua là người ta không có sale đâu. Nhưng mà cái nào sale ý yên sẽ bán giá sale nha. Có cái bill nào quen không, chưa chuyển khoản thì tính tiền bình thường đúng không? Tính tiền bình thường. 60 ngàn. Tiếp là 60 ngàn đó. Còn bill nào mà chuyển khoản rồi thì thu 60 ngàn tiếp. Áo trắng của chị đi, con này đẹp lắm chị ơi. Con này mặc phơm lên đúng hàng đỉnh hàng Việt Nam xuất khẩu luôn. 60 ngàn của Huỳnh Thanh Phi. Để xuống tài khoản hết cho mấy cô nha. Con nói giỡn nghỉ đi mấy chị. Ủa chưa giải quyết cái bill của Sen Đá luôn không? Rồi xả bill Sen Đá. Thôi để cho bà cái cà phê vừa qua tỏa rối quá. Bán mấy chị này lằn nhằn em mệt lắm. Nè 60 ngàn của Sen Đá. Yên cái khác đây. Ý yên hết lâu rồi. Em là thích mau gọn, vậy là lấy vậy lấy cái cà phê sữa thôi của Sen Đá mới in nè. Rồi hồi nãy ai kêu lấy cái đen, màu đen của Gia Linh Ngô 60 ngàn nè, đó. Cho nó vuông đi. Đúng rồi, Gia Linh Ngô 60 ngàn, mới in Gia Linh Ngô luôn á thôi. Rồi xong á. Rồi em chào mấy chế nha. Nay nghỉ thiệt nha, mai like nữa là em bị chửi banh đến nhà đó. Nha mấy chị. Dạ, qua Tết ai muốn qua Tết đi bill thì qua nha. Còn chị Gia Linh Ngô muốn đi bill giờ luôn không? Đi bill giờ luôn thì thu 60 ngàn ship khỏi chuyển khoản cho em. Đó, đi luôn không chị Gia Linh Ngô? Ủa lộn, chị Nguyễn Thanh Thi. Còn mấy chị ở tỉnh thì cứ báo tiền qua hết đi mấy chị chuyển khoản. Báo tiền qua hết, lấy tiền chuyển khoản rồi mai lấy tiền đó đi mua bánh kẹo với lại bỏ bì thư cho mấy cô, mấy chú ngủ ngoài đường. Dạ, Ý Yên, mấy chị có muốn phát tâm với Yên, đi với Yên thì báo với Yên nha. Mấy chị có thể nhín bữa ăn sáng, bữa cà phê. Nhín bữa ăn sáng, bữa cà phê ra Hùng Phước với Yên đi
Hùng Phước với Yên để làm những suất quà cho những cô chú ngủ ngoài đường thật sự. Tới những ngày 28, 29, 30 Tết mấy chị khuya mấy chị đi ngoài đường á. Mấy chị nhìn những cái cảnh đó mấy chị bị đau lòng lắm. Rất là đau lòng nha. Nhưng mà những người nghèo họ có cái liêm sỉ của những người nghèo lắm. Sẽ có những người mà này kia nhưng mà sẽ có những người rất là tồi. Ví dụ như cho họ thì họ sẽ chỉ những cái người đào gần gần đó. Nói chung là chị mấy chị đi ngoài đường những ngày 28, 29, 30 mấy chị nhìn dọc hành lang vỉa hè mấy chị sẽ gặp những cái cảnh mà các cô chú ngủ bờ ngủ bụi nhiều lắm. Mấy cô chú mà ở không có điều kiện về ở lại bán vé số cũng rất là tội. Có những có năm ngoái Yên đi ngoài đường Yên nhìn cái anh đó, mấy chị nhìn nè, nhìn cái hình cho ảnh ngồi ghế đá thì trẻ nhưng mà hai cái chân ảnh tội nghiệp lắm, hai cái chân giọng kiền mà đi bộ tội nghiệp lắm. Cho nên anh chị nào mà muốn Hùng Phước với Yên thì sẵn sàng ha. À, chị Thi, chị Nguyễn Thanh Thi có muốn Yên gửi luôn thôi gửi đi chị, phí 60 ngàn chứ thật sự chị mua cái đồ vẫn lời, cái áo 140 sale 60 là địa chỉ đã lời có 80 rồi, gửi đi chị. Ngân Nguyễn hello chị, bữa em thấy chị ở đã đi đâu rồi á, đi trốn nợ mà bà cũng gặp tôi nữa bà nào, đi trốn nợ cũng gặp nữa gì dạ gửi luôn. Dạ mai gửi luôn nha chị Thi. Chị Thi thích áo mẫu này hả? Chị cho đi luôn mẫu này cho chị. Con này nếu chị lấy đi em sale cho 60 ngàn đi. Vải đẹp lắm. Vải rất là đẹp nha. Vải mềm lắm. Nè em bán cho chị Thi 60 ngàn cho chị Thi đi đủ bill nè. Con này 100 kg. Tôi trốn nợ rồi mà bà đi đâu bà còn gặp vậy. Thiệt luôn á. Con này đẹp lắm. Chị đây lấy con này nè. Nghe lời đi, nghe lấy con này. Nè cô Huệ, con cô Cao Ngọc Huệ để vô kia khỏi cổng cũng được. Mấy cái cô mà đã lắm. Dạ em lấy Nguyễn Thanh Thi nè. 60 ngàn của Nguyễn Thanh Thi nè Thi. Ai vậy?